mới nhất thì nó là từ năm 2015 về các cái rối loạn nhịp, và cho đến nay thì nó chưa đưa một cái khuyến cáo nào có sự thay đổi nhiều trên thực tế lâm sàng. Vậy thì trong từ 2015 đến nay thì chúng ta có những cái gì thay đổi? Thì đây là dựa trên những cái bài báo được đăng trên hai cái tạp chí lớn nhất về rối loạn nhịp là tạp chí Europace của Hội Tim mạch, Hội rối loạn nhịp châu Âu và tạp chí JACC Clinical Electrophysiology của Hội rối loạn nhịp Hoa Kỳ, mà em tổng hợp từ năm 2020 đến năm 2023 cho đến nay. Thì đầu tiên về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán của Brugada thì lần đầu tiên Brugada được đưa ra từ ba anh em nhà Brugada năm 1992. Và sau đó 10 năm thì họ đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán là chúng ta dựa trên điện tâm đồ bề mặt và mức độ chênh lên của đoạn ST để đưa ra thành là Brugada type 1, type 2 hay type 3. Và cái này thì chúng ta đã rất là rõ trên lâm sàng. Và nhưng sau đó thì đến năm 2005, thì sau 3 năm thì họ đưa ra cái tiêu chuẩn là với cái điện tâm đồ như thế thì nó đưa ra là 2 tiêu chuẩn chính và 7 tiêu chuẩn phụ để xác định xem là một bệnh nhân có phải là hội chứng Brugada hay không. Và thời điểm đó, nếu bệnh nhân có đáp ứng một tiêu chuẩn chính hoặc là có thêm kèm một tiêu chuẩn phụ thì bệnh nhân sẽ được chỉ định cấy ICD. Nhưng ngược lại, sau đó khoảng 7 năm đến năm 2013 thì các tác giả lại đưa ra cái chẩn đoán là nền nã hơn, đó là hội chẩn đoán hội chứng Brugada là chúng ta hoàn toàn chỉ dựa trên điện tâm đồ bề mặt. Tức là chúng ta làm một cái điện tim, chúng ta ghi được điện tâm đồ tiếp 1 có thể là tự nhiên hoặc là chúng ta sau khi chúng ta dùng thuốc, mà thuốc được sử dụng nhiều nhất là Ismalin, mà chúng ta ghi được điện tâm đồ tiếp 1 tại chuyển đạo V1, V2 hoặc là đưa V1, V2 lên 1 hoặc khoai 2 khoang lên sườn thì đấy sẽ được chẩn đoán là hội chứng Brugada. Còn ngược lại, hội chứng Brugada có chỉ định cấy ICD dự phòng hay không thì đấy là câu chuyện khác. Và thực tế thì năm 2015 cái khuyến cáo về các xử lý rối loạn đột tử của Hội Tim mạch học châu Âu đưa rất dài, nhưng về nói phần Brugada chỉ có đúng một trang thôi ạ. Một là định nghĩa và hai là chỉ định. Chỉ định của chúng ta thì rõ ràng là chúng ta sẽ cho những bệnh nhân Brugada mà đã được cứu sống sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn, ngừng tim hoặc là ghi nhận những cái cơn rối loạn nhịp thất thì chúng ta sẽ cấy ICD. Còn nếu chúng ta sẽ có thể cấy ICD cho những trường hợp là Brugada mà chúng ta thăm dò địa sinh lý mà gây ra cơn rung thất, chúng ta phải sốc điện thì đấy là chỉ định 2B. Những trường hợp mà Brugada type 1 và có ngất thì chúng ta được phép chỉ định cấy ICD luôn. Nhưng kể cả như thế thì càng ngày chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái bất thường. Vậy thì đầu tiên về mặt chẩn đoán thì chúng ta thường làm điện tâm đồ Brugada như thế nào? Đây là điện tâm đồ bình thường và họ hướng dẫn là khi gặp một trường hợp Brugada thì chúng ta thay đổi. Chúng ta trên lâm sàng chúng ta vẫn là đưa cho V1, V2 lên một khoang liên sườn, chúng ta làm một cái điện tim. Và sau đó lại chúng ta lại cho V1, V2 lên một cái khoang liên sườn nữa, làm thêm cái điện tim nữa. Thực ra chúng ta mất đến hai cái điện tim để ghi khẳng định xem là bệnh nhân có phải Brugada hay không. Vậy thì họ khuyến cáo là bây giờ nếu một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ là hội chứng Brugada thì chúng ta cho V1, V2 lên khoang liên sườn 2, V3, V4 là khoang liên sườn 3 và V5, V6 là khoang liên sườn 4. Cạnh xương ức, và chúng ta chỉ cần làm một cái điện tim đấy thôi để xác định xem là bệnh nhân điện tâm đồ này có phải dạng Brugada hay không. Và nếu mà chúng ta làm điện tâm đồ đã thay đổi như thế này rồi mà chúng ta vẫn không thấy có dấu hiệu Brugada type 1 thì còn có phương pháp nào mà tại thực tế lâm sàng của chúng ta có thể xác định được là bệnh nhân có Brugada không? Vì thực tế ở Việt Nam chúng ta không có các cái thuốc để induce lên xem là bệnh nhân có phải là Brugada type 1 hay không. Thì tháng 3 năm 2023 vừa rồi thì các tác giả tại Brazil họ đã làm một cái test, đó là gì? Là họ dựa trên 163 bệnh nhân Brugada type 1 đã được khẳng định chẩn đoán trước đây và họ cho làm điện tim cũng như làm nghiệm pháp gắng sức để xem là khi chúng ta cho làm bệnh nhân làm nghiệm pháp gắng sức chúng ta có lộ ra được cái type 1 hay không. Với nghiệm pháp gắng sức của họ thì nó khác với nghiệm pháp gắng sức bình thường, đó là chúng ta sẽ dán cái điện tim thay vì V1, V2, V3, V4, V5, V6 như bình thường, chúng ta dán theo cái hướng dẫn cho bệnh nhân Brugada. Và đặc biệt là chúng ta sẽ làm điện tim không phải là đối với những biện pháp gắng sức bình thường là chúng ta cho làm trên thảm chạy thì chúng ta sẽ ghi điện tim ở tư thế đứng. Nhưng đối với cả những trường hợp này thì bệnh nhân sẽ được ghi điện tim ban đầu ở tư thế nằm. Và các thầy cô và các bạn có thể nhận thấy là ví dụ như ở tư thế nằm, những trường hợp mà điện tim bình thường, làm điện tim bình thường chúng ta chỉ có 3 trường hợp là ghi được điện tâm đồ dạng Brugada. Nhưng nếu chúng ta lên cái thay đổi cái dán điện tim chúng ta ghi được 9 trường hợp. Và đấy là tư thế đứng. Còn nếu mà tư thế nằm thì cái tỷ lệ mà chúng ta ghi được cái điện tim mà dạng Brugada nó còn lên tận là 15 trường hợp, là tương đương với 20% số bệnh nhân.
Những trường hợp này bệnh nhân được ghi điện tim ở tư thế nằm, rồi sau đó là sẽ cho bệnh nhân làm biện pháp gắng sức đạt đến cái ngưỡng tối đa. Và cái những trường hợp này tất cả đương nhiên là chúng ta đã phải siêu âm tim, loại trừ là những bệnh tim thực tổn và những cái rối loạn điện giải đi kèm. Bệnh nhân được chạy nghiệm pháp gắng sức đến mức độ gắng sức tối đa và cố gắng đạt được cái tần số tim tối đa theo tuổi là 220 trừ đi tuổi. Sau đó khi bệnh nhân đạt đến gắng sức tối đa rồi thì lập tức khi mà thời điểm dừng thì cho bệnh nhân lập tức nghỉ và nằm xuống, ghi cái điện tim ở thời điểm nằm xuống, rồi thay đổi hoàn toàn so với cả cái nghiệm pháp gắng sức khác. Bình thường nghiệm pháp gắng sức của chúng ta là khi chúng ta chạy gắng sức và chúng ta dừng thì chúng ta chạy ở tư thế đứng thì chúng ta cũng nghỉ ở tư thế đứng. Còn trường hợp này thì khi dừng phát là chúng ta đưa bệnh nhân nằm hẳn xuống luôn. Và để đảm bảo tiêu chí an toàn thì với cái nghiệm pháp gắng sức này thì họ đánh giá là nếu có từ 7 cái ngoại tâm thu trở lên trong vòng 1 phút hoặc là có từ 2 ngoại tâm thu chùm đôi đi kèm nhau thì họ sẽ có thể cho dừng gắng sức. Và các tiêu chí dừng gắng sức khác thì cũng sẽ tương tự như nghiệm pháp gắng sức bình thường. Ví dụ như là huyết áp tâm thu lớn hơn 260, huyết áp tâm trương lớn hơn 140 hoặc là giảm huyết áp tâm thu lớn hơn 20 mét thủy ngân giữa các cái state của nghiệm pháp gắng sức. Xuất hiện các cái rối loạn nhịp nguy hiểm thì họ đều dừng. Vậy thì đây là cái hình ảnh mà kết quả các thầy cô và các bạn có thể nhìn thấy là một bệnh nhân mà hoàn toàn lúc ban đầu là điện tâm đồ hoàn toàn bình thường. Khi chúng ta cho bệnh nhân làm nghiệm pháp gắng sức, kể cả chúng ta chạy đến cái mức độ tối đa, các thầy cô và các bạn thấy cũng không lộ ra là điện tâm đồ dạng Brugada. Nhưng sau đó chúng ta cho bệnh nhân nằm xuống và ghi điện tim ngay thời điểm đấy thì chúng ta lộ ra là cái Brugada tiếp 1. Và thậm chí là ngay cái thời điểm mà nghỉ ngơi ban đầu còn chưa có, nghỉ ngơi sau 3 phút còn xuất hiện cả ngoại tâm thu khá là nguy hiểm và chúng ta bộc lộ được. Và kết quả họ nhận thấy rằng là khi chúng ta kết hợp việc là chúng ta thay đổi cái mốc dán điện tim cũng như là thay đổi cái quy trình cái điện tim đó thì chúng ta ở bất cả cái mốc nào, là kể cả cái việc là chúng ta thời điểm nghỉ trước khi gắng sức hay là thời điểm gắng sức tối đa cũng như là thời điểm nghỉ cuối cùng thì chúng ta đều làm bộc lộ và tăng rõ ràng cái khả năng phát hiện ra trường điện tâm đồ dạng Brugada trong những trường hợp này. Và cái tỷ lệ mà chúng ta mà thống kê được là tăng lên, chúng ta có thể phát hiện được cho những trường hợp này lên tới 32% so với cả việc chúng ta làm điện tâm đồ bình thường. Thì đấy là một trong những cái chỉ định mà em nghĩ rằng chúng ta có thể áp dụng được tại viện tim mạch của chúng ta. Và họ thống kê rằng là hoàn toàn là không có cái biến chứng rối loạn nhịp bất thường với cái protocol này cho những trường hợp là được làm điện tâm đồ dạng Brugada. Đối với một cái chỉ định thứ hai mà chúng ta vẫn thường làm đó là điện tâm đồ dạng Brugada thì chúng ta lo lắng chúng ta cho vào để thăm dò điện sinh lý tim. Thì cũng rất may là năm 2020 thì các tác giả đã đưa ra một cái phương án là thăm dò điện sinh lý trên nền những bệnh nhân Brugada. Thì chỉ định nên đưa như thế nào và cái tiên lượng của nó ra sao? Và tại sao chúng em lại lựa chọn cái bài báo này? Vì cái lựa chọn cái bài báo này, vì cái quy trình thăm dò điện sinh lý của họ là giống như quy trình thăm dò điện sinh lý tại viện tim mạch chúng ta đang làm. Họ kích thích tim tại hai vị trí, bao gồm mỏm thất phải và đường ra thất phải. Đặc biệt là họ cũng không dùng thuốc để tiêm khi thăm dò điện sinh lý. Họ sử dụng tối đa đến 4 xung, tức là thêm 3 xung tiếp theo gây ra đến tối đa là 3 cái ngoại tâm thu dạng R trên T. Nhưng có đặc điểm là cái khoảng ghép nhỏ nhất của họ đạt đến là 180 mili giây. Và chỉ định của họ là có trong vòng lựa chọn bệnh nhân là có đến 125 bệnh nhân điện tâm đồ dạng Brugada. Và họ theo dõi trong tận đến là 133 tháng, tức là nó tương đương với khoảng đến hơn 10 năm. Trong đó cái chỉ định thực tế của họ bao gồm là gì? Là những bệnh nhân Brugada type 1 tự nhiên hoặc là dùng thuốc thì có 64 trường hợp. Tiền sử gia đình đột tử là 40 trường hợp. Bệnh nhân Brugada nhưng có kèm theo ngoại tâm thu thất là 11. Dung nhĩ cơn là 3. Có cơn nhịp nhanh trên thất là 3 trường hợp, có block nhĩ thất từng lúc là 2 trường hợp, theo dõi nút xoang bệnh lý là 1, có hồi hộp đánh trống ngực là 1. Các thầy cô và các bạn có thể nhận thấy là phần lớn họ chỉ định trong trường hợp type 1 và tiền sử gia đình đột tử. Còn những cái trường hợp còn lại là thực ra là đi kèm với những cái rối loạn nhịp khác. Vậy thì cái kết quả của cái thăm dò điện sinh lý họ nhận thấy là gì? Tại sao bình thường trước đây chúng ta vẫn chỉ kích thích cái ngưỡng xung kích thích đến 200 mili giây là tối đa, nhưng họ nhận thấy là đối với những trường hợp Brugada thì khi họ kích thích đến 180 cái xung sau đến tận 180 mili giây thì thứ nhất là gì? Nếu những trường hợp đấy mà chúng ta thăm dò là âm tính
thì gần như theo dõi trong vòng 10 năm là bệnh nhân không có bất cứ một cái biến cố nào cả. Tức là cái dự báo âm tính nó tốt hơn hẳn so với trường hợp chúng ta chỉ thăm dò đến 220 mg. Vậy nếu trong trường hợp mà thăm dò kích thích chỉ đến 200 mg thì có khoảng 7% là bệnh nhân vẫn xuất hiện những cái biến cố mà chúng ta hay thăm dò để sinh lý âm tính. Và họ nhận thấy rằng là những trường hợp mà Brugada này thì chúng ta thường nên hạ xuống cái ngưỡng thăm dò thấp hơn. Và đặc biệt có một cái trường hợp đó là khi họ đánh giá những trường hợp Brugada này thì họ xét một số những cái dấu hiệu trên điện tâm đồ, trong đó có 3 cái dấu hiệu chính. Thứ nhất đó là QRS, có bệnh nhân có phân mảnh hay không. Và tiêu chuẩn phân mảnh là gì? Là ở những chuyển đạo đấy là chúng ta có thể có thấy là 3 sóng R hoặc là 3 sóng S. Thì đây gọi là phức bộ QRS phân mảnh. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân có dấu hiệu tái cực sớm ở những cái chuyển đạo, đặc biệt là những chuyển đạo sau dưới là D2, D3, AVS. Trường hợp thứ tư là họ đo khoảng T-PIC, TN. Cái trường hợp này thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ dễ đo hơn, đó là khởi phát từ đỉnh sóng T đến kết thúc của sóng T trên điện tâm đồ. Chúng ta đo cái khoảng khởi đầu này mà đến kết thúc của sóng T xem là khoảng là bao nhiêu, thì họ nhận thấy rằng là với những trường hợp mà QRS phân mảnh thì cái tỷ lệ biến cố là cao hơn hẳn so với những trường hợp khác. Đặc biệt là những trường hợp T-PIC, TN mà cái khoảng này chúng ta đo là trên 100 mg, tức là lớn hơn khoảng 2.5 nhỏ, thì là cái tỷ lệ biến cố là đặc biệt cao. Và nếu mà cái kết hợp cả hai trường hợp này thì gần như là chỉ có khoảng 45% là bệnh nhân là không xuất hiện các biến cố khi theo dõi trong vòng 10 năm. Và họ quan trọng họ đưa ra là cái gì? Nếu những trường hợp mà thậm chí là họ thăm dò điện sinh lý dương tính mà không có các cái dấu hiệu bất thường trên điện tâm đồ như là QRS phân mảnh hay là T-PIC, TN dài, hoặc là bệnh nhân có tái cực sớm, thì họ thấy rằng là họ theo dõi trong vòng 10 năm, những cái bệnh nhân mà thăm dò điện sinh lý dương tính đấy cũng chẳng có biến cố gì cả. Và họ đưa ra một cái nhận định đó là gì? Khi chúng ta thăm dò điện sinh lý, đầu tiên là chúng ta cần chỉ định đúng, chỉ định những trường hợp là type 1 hoặc là gia đình có đột tử nguy cơ cao, cộng với cả việc là có những cái biến đổi trên điện tim gợi ý đến có thể có biến cố. Còn lại những trường hợp khác, nếu chúng ta thăm dò dương tính thì chúng ta vẫn có thể đấy là một trường hợp dương tính giả và có thể báo động giả cho bệnh nhân. Vì vậy là chúng ta cần phải xác định xem là chúng ta có nên chỉ định thăm dò cho tất cả những các bệnh nhân Brugada hay không. Và quay một cái chỉ định mà chỉ định chúng ta vẫn đang nói, đó là những trường hợp Brugada mà chúng ta thấy là điện tâm đồ nó chuyển type 1 rồi và bệnh nhân đến nói chúng ta là có ngất, vậy thì theo khuyến cáo là chúng ta có thể chỉ định là cấy ICD luôn, không cần phải thăm dò điện sinh lý. Vậy có đúng là như thế không? Thì cái câu chuyện đó là gì? Thì họ, các tác giả trên thế giới họ đánh giá thì cái ngất của chúng ta ấy, kể cả là bệnh nhân Brugada hay là bệnh nhân thường, thì không phải là chúng ta cứ ngất đấy là do loạn nhịp. Và họ đánh giá là đây là một cái nghiên cứu sổ bộ meta-analyze về tất cả những cái trường hợp, những cái nghiên cứu trước được đánh giá ghi nhận trên những bệnh nhân Brugada và có ngất, để xem là cái kiểu ngất nó liên quan thực sự thế nào đối với cả những cái biến cố rối loạn nhịp. Thì họ chia ra làm 4 cái loại ngất trên nền những cái bệnh nhân mà Brugada, đó là ngất do tim mạch, ngất mà không giải thích được, ngất do phế vị hoặc là những cái nguyên nhân không ngoài tim mạch khác, và cái là ngất mà không thuộc bất cứ một cái nhóm nào. Thì cái việc ngất không thuộc bất cứ nhóm nào là dựa trên những cái nghiên cứu đó, họ không đưa ra cái tiêu chuẩn thực sự về ngất và đưa ra các cái phác đồ về ngất. Và đây là cái nghiên cứu tổng hợp về cái những cái ngất đó. Thì đặc biệt họ nhấn mạnh rằng đối với ngất do nguyên nhân tim mạch, tức là nghĩ nhiều đến rối loạn nhịp, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu. Thứ nhất là gì? Là nếu mà những bệnh nhân đó thường sẽ xuất hiện vào cái thời điểm là bệnh nhân nghỉ hoặc là đang ngủ, và được phát hiện bởi người bên cạnh khi thấy là có sự bất thường về cái kiểu thở cũng như là cùa quạ. Đấy là những cái gợi ý rất nhiều đối với cả nguyên nhân tim mạch và gây ra rối loạn nhịp. Trường hợp thứ hai là những cái mà bệnh nhân xuất hiện những cơn ngất nhưng nhanh chóng, trong thời gian ngắn nhanh chóng qua đi, nhưng đặc biệt là thường để lại là bệnh nhân mất ý thức và ngã xuống, và thường để lại là những cái chấn thương. Thì đấy là những cái nghi ngờ rất nhiều đến nguyên nhân tim mạch.
Và nếu là những cái nguyên nhân tim mạch đó thì mới có ý nghĩa, hoặc là những trường hợp mà ngất không giải thích được nguyên nhân, loại trừ những cái nguyên nhân là phế vị và thay đổi tư thế thì mới liên quan đến cái biến cố rối loạn nhịp của những hội chứng Brugada. Còn những trường hợp mà ngất do thay đổi tư thế, ngất do phản xạ thì thực tế trên nền kể cả địa tâm đồ dạng Brugada thì họ theo dõi cũng không thấy làm tăng cái biến cố rối loạn nhịp lên. Và họ hướng dẫn là đối với cả những trường hợp Brugada mà có ngất thì chúng ta sẽ tiếp cận theo phương án nào. Thì thực tế thì ngất thì đúng là một trong những cái yếu tố tiên lượng rất là tệ đối với cả bệnh nhân Brugada. Và thống kê thì thấy rằng là có khoảng trên thế giới có khoảng 24 bệnh nhân Brugada type 1 có ngất nhưng từ chối cấy ICD, thì có 25% trong đó là sẽ đột tử. Nhưng ngất thì theo cái khuyến cáo năm 2018 của Hội Tim Mạch Học Châu Âu thì họ đưa ra cho chúng ta rất là rõ ràng về cái vấn đề ngất theo các cái rối loạn nhịp chậm, rất là rối loạn nhịp nhanh, và có những cái nguyên nhân ngất mà chúng ta cần phải xác định, kể cả là bệnh nhân đấy là Brugada hay không, là chúng ta phải làm những pháp so sang cảnh, chúng ta phải xem là bệnh nhân có hạ huyết áp tư thế đứng hay không, làm những pháp gắng sức và có thể làm tin test. Và đối với cả những cái bệnh nhân hội chứng Brugada thì theo cái hướng dẫn này chúng ta cần phải xác định là chúng ta đi tìm những cái nguyên nhân khác trước, có thể là những cái rối loạn nhịp tiềm ẩn như bệnh nhân như cái cơn nhịp nhanh trên thất, hoặc là block nhĩ thất thoáng qua, hoặc hạ huyết áp tư thế. Thì nếu như trong những trường hợp này thì chúng ta hãy điều trị những cái chỉ định đấy trước chứ chưa cần phải cấy ICD và chúng ta tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Còn nếu mà không phải, chúng ta mới đi thăm dò địa sinh lý, đánh giá tình trạng gia đình, rồi nếu là những trường hợp nguy cơ cao chúng ta mới cấy ICD. Mà thực tế thì khi chúng em điều trị trên lâm sàng cũng đã ghi nhận hai trường hợp là địa tâm đồ dạng Brugada, bệnh nhân được cấy ICD ở các đơn vị khác nhưng vẫn có ngất, vẫn đã cấy ICD rồi và đến đây vẫn có ngất, và mở máy ICD ra thì trong cơn ngất cũng không ghi nhận các rối loạn nhịp gì, và sau đó sau đi làm những pháp bàn nghiêng thì đây là trường hợp đấy là ngất do hạ huyết áp tư thế. Và đối với những trường hợp ngất thì cái hội tim mạch châu Âu cũng như là hội tim mạch của Hoa Kỳ của Anh Quốc thì họ đưa ra cho chúng ta một cái hướng dẫn, đó là đặc biệt là cho những trường hợp là bác sĩ ở khoa cấp cứu tiếp cận một bệnh nhân ngất thì chúng ta sẽ hỏi bệnh như thế nào để xác định xem là cái ngất này là chúng ta nghĩ đến nguyên nhân thần kinh, nghĩ đến nguyên nhân tâm lý hay là nghĩ nguyên nhân tim mạch để đưa vào. Và đặc biệt đây là cái phần hỏi bệnh theo cái cơn đầu tiên, chúng ta phải xác định các cái cơn trước đấy có chưa, có triệu chứng trước ngất không, tư thế trước ngất là như thế nào, các yếu tố khởi phát và biểu hiện xem khi là có người chứng kiến hay không. Và cái nhóm màu đỏ này thường nó sẽ có xu hướng là đổ về phía nhóm bệnh nhân liên quan đến thần kinh và thể dịch. Và đối với cả nguyên nhân tim mạch thì có cái phác đồ nào để nhanh chóng để xác định chúng ta nghĩ đến nguyên nhân tim mạch hay không, thì nó có một thang điểm, đó là thang điểm axis. Thang điểm axis này thì khá là dễ, chúng ta có thể là dùng ở trên smartphone, là chúng ta sẽ dựa trên 6 cái điểm, đó là điện tâm đồ có bất thường hay không, và có triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực trước khi ngất hay không, tức là có tiền triệu gợi ý đến tim hay không, ngất khi gắng sức hoặc là ngất khi xuất hiện ở tư thế nằm, hoặc là những trường hợp không có tiền triệu và không có yếu tố khởi phát gì cả. Thì 6 cái trường hợp này nó sẽ liên quan với từng những trường hợp điểm khác nhau. Thì khi chúng ta đánh giá thang điểm axis này mà nó lớn hơn 3 điểm, thì sẽ là độ nhạy 92-95% và giúp chúng ta là nghĩ đến nguyên nhân ngất tim mạch. Và khi họ theo dõi trong vòng thời gian đến 700 ngày thì những trường hợp mà cái thang điểm axis này cao thì các thầy cô và các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ biến cố và tử vong nó tăng hẳn so với những trường hợp mà axis dưới 3. Vậy thì nếu trường hợp axis trên 3 thì thường sẽ được đẩy vào trong cái trung khoa tim mạch để đi khám bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra thì đối với những trường hợp ngất thì nếu mà những trường hợp mà chúng ta theo dõi được, chúng ta nhìn thấy bệnh nhân ngất hoặc là người khác nhìn thấy bệnh nhân ngất, thì một trong những cái dấu hiệu giúp chúng ta có thể xác định xem ngất có phải do nguyên nhân tim mạch hay không, đó là dấu hiệu của mắt. Đó là gì? Nếu trường hợp mà mắt cứ mở, nhìn trợn trừng như này, thì nó dấu hiệu, nó gợi ý đây là động kinh, tổn thương của thủy thái dương. Còn nếu trường hợp mà mắt mà mở nhưng mà cái con người lại đi vào phía bên trong, thì nó là động kinh và tổn thương ngoài thủy thái dương, ví dụ như là thủy trán. Còn ngất do nguyên nhân tim mạch và huyết động thì luôn luôn có một trường hợp đó là mắt nó sẽ trợn lên phía trên, nhưng mà nó phải nằm ở giữa chứ nó không đi vào phía bên trong. Thì đấy là cái dấu hiệu của nguyên nhân tim mạch. Còn phần lớn nếu mà ngất mà mắt cứ nhắm nghiền thì họ đánh giá nhiều là nó nguyên nhân tâm lý. Thì cái dấu hiệu mắt này giúp chúng ta có thể xác định được xem là bệnh nhân có phải là nguyên nhân tim mạch hay không. Bên cạnh đó thì nếu mà ngất
thì chúng ta cũng bảo bệnh nhân há miệng thè lưỡi ra, chúng ta nhìn xem là bệnh nhân có dấu hiệu cắn vào lưỡi hay không. Vì nếu có dấu hiệu cắn vào lưỡi này thì thường hay gặp nhất là nghĩ đến động kinh, chứ không phải là nghĩ đến nguyên nhân tim mạch. Thì đó là những cái mà chúng ta để đánh giá trên nền bệnh nhân ngất. Vậy thì đối với cả hội chứng Brugada thì ngoài những cái mà điện tim phức tạp như vậy thì chúng ta còn có cái phương án nào để đánh giá trên nền những cái bệnh nhân Brugada và tiên lượng cho họ, nếu họ chưa muốn vào thăm dò đến sinh lý chẳng hạn, thì chúng ta có thể tiên lượng cho họ là cái tỷ lệ biến cố của bác sẽ là rơi vào khoảng bao nhiêu phần trăm một năm. Thì trên tạp chí JCC năm 2021 thì họ đưa ra một cái thang điểm rất là hay, là thang điểm Brugada Risk. Và cái thang điểm này nó dựa trên đến tận là hơn 1.100 bệnh nhân Brugada, và họ theo dõi trong vòng 6 năm để đánh giá xem là cái tỷ lệ biến cố trên nền những bệnh nhân Brugada như thế nào. Thì họ nhận thấy rằng các cái yếu tố mà tăng cái tỷ lệ biến cố trên nền bệnh nhân Brugada đó là những cái trường hợp ngất mà nghi do nguyên nhân tim mạch Brugada type 1 tự nhiên, hoặc là những trường hợp mà có tái cực sớm giữ nguyên liên tục, thì là những trường hợp mà là tăng một cách rõ ràng có ý nghĩa thống kê là có biến cố khi theo dõi trong vòng 6 năm. Đặc biệt thì họ nhận thấy rằng những cái gen mà chúng ta vẫn hay nói, cái gen chủ yếu là gen SCN5A ấy, thì trên nền bệnh nhân Brugada có biến cố hoặc không có biến cố nó cũng chẳng khác gì nhau cả. Và nghiên cứu nhận thấy rằng thì là đối với cả những trường hợp Brugada thì nếu mà có gen SCN5A thì cái cơn rối loạn nhịp đầu tiên nó sẽ đến sớm hơn, còn lại nó chưa mang lại cho chúng ta nhiều cái tiên lượng đối với cả bệnh nhân Brugada. Và chúng ta có thể lên cái trang web là brugadariskscore.com để nhập cho bệnh nhân, để qua đó họ đánh giá cái thang điểm và họ sẽ đưa cho chúng ta biết là cái tỷ lệ biến cố trong vòng 5 năm của những cái bệnh nhân từng cá thể hóa như thế sẽ là rơi vào khoảng bao nhiêu, để chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân tốt hơn. Và cuối cùng thì là cái bài luôn luôn được kỳ vọng nhất ở trên các tạp chí, đó là bài State of the Art Review. Họ nói về khi với những cái nghiên cứu trên nền bệnh nhân Brugada thì hiện nay chúng ta sẽ làm được gì. Thì đối với cả việc chẩn đoán và tiên lượng, chúng ta vẫn sử dụng cái chẩn đoán là chỉ trên địa tâm đồ bề mặt, nhưng chúng ta họ nhấn mạnh là chúng ta có thể làm các cái thăm dò sâu hơn, ví dụ như là chụp cộng hưởng từ hoặc là làm nghiệm pháp gắng sức. Và đối với những trường hợp mà Brugada không triệu chứng mà chúng ta dùng thuốc mới kích lên được dạng điện tâm đồ type 1 thì cái tỷ lệ biến cố hàng năm nó chỉ rơi vào khoảng 0,2-0,3% mà thôi. Nếu những trường hợp mà không có triệu chứng mà điện tâm đồ type 1 tự nhiên mà không có cái tiền sử gì cả thì tỷ lệ biến cố hàng năm nó rơi vào khoảng 1%. Và nếu trường hợp mà bệnh nhân ngất một cách tự nhiên trên nền bệnh nhân Brugada thì tỷ lệ biến cố nó rơi vào khoảng 3-4%. Và một trong những cái thang điểm mà họ khuyến cáo chúng ta dùng đó là thang điểm sang 2, là thang điểm được đánh giá họ sử dụng nhất rất nhiều, là bao gồm cả điện tâm đồ này, đánh giá trên tiền sử lâm sàng, đánh giá tiền sử gia đình, đánh giá cái xét nghiệm gen, và qua đó họ chia làm 4 cái mốc là trên 3,5 điểm thì được coi như là có thể là chẩn đoán hội chứng Brugada, chứ còn dưới 2 điểm thì không chẩn đoán là Brugada, từ 2 đến 3 điểm thì có thể là hội chứng Brugada. Và họ đưa thấy rằng là dưới 3 điểm thì cái tỷ lệ biến cố khi theo dõi trong vòng 300 tháng gần như là không có. Những trường hợp mà từ 3,5 điểm thì bắt đầu nó mới thay đổi và cái biến cố nó bắt đầu mới tăng lên. Và đặc biệt điểm càng cao thì tiên lượng nó càng tồi. Và vấn đề điều trị thì cái nhấn mạnh của những vấn đề điều trị này là ngoài cái vấn đề chúng ta chỉ định ICD cho những cái bệnh nhân mà xứng đáng được chỉ định, cũng như là chỉ định thăm dò đến sinh lý cho những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, thì những bệnh nhân mà chúng ta không thăm dò đến sinh lý cũng hoặc là thăm dò đến sinh lý âm tính thì chúng ta có hỏi bệnh nhân là bác là bình thường không, thì thực tế câu chuyện là những bệnh nhân đấy không phải là bình thường, vì điện tâm đồ họ đã có dấu hiệu biến đổi của dạng Brugada, tức là họ cũng có thể rối loạn về mặt kênh ion đấy, nhưng nó có thể chưa đến mức độ là bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp. Thì những trường hợp đấy vẫn phải được tư vấn sống và sinh hoạt như một bệnh nhân Brugada bình thường, bao gồm là gì? Bao gồm là phải hạ sốt sớm, nếu có sốt không được sử dụng bia rượu, và nếu dùng thuốc gì phải lên cái trang brugadadrug.org để xem là có bị chống chỉ định hay không. Và chứ không phải là chúng ta thăm dò để sinh lý âm tính và bảo bác không có bệnh đâu, bác cứ về thoải mái bình thường, xong lại nhậu một trận xong lăn ra ngất thì đến là bắt đền chúng ta đấy ạ. Và sẽ có một số trường hợp mà khó khăn hơn sẽ hỏi chúng ta, đó là thế giờ tôi thăm dò như thế rồi tôi có được chơi thể thao không?
Thì đây là cái hướng dẫn năm 2021 về những trường hợp mà rối loạn nhịp và bệnh lý kênh ion. Thì họ nhận thấy rằng là đối với những trường hợp bệnh nhân nghi ngờ hội chứng chẩn đoán Brugada, thì họ cũng nói luôn là nếu mà những trường hợp đấy mà chúng ta cho chơi thể thao ấy, thì chúng ta phải cố gắng là những cái chơi tham gia thể thao mà không làm tăng cái nhiệt độ cơ thể lên trên 39 độ C. Cái trường hợp này rất là khó để có thể tư vấn được. Cái thực tế đây đến giờ cái này nó vẫn chỉ là cái đồng thuận chứ chưa phải là khuyến cáo. Và ngoài ra thì nó đưa ra thêm một cái là những trường hợp mà Brugada có triệu chứng đã được cấy ICD rồi thì sau 3 tháng nếu mà không có biến cố gì thì có thể cân nhắc trao đổi với bác sĩ là có thể quay lại tham gia chơi thi đấu hay không. Thì cái này thì họ cũng nhấn mạnh là những trường hợp này thì là cấy ICD là ICD dưới da chứ không phải là ICD như chúng ta là cấy vào trong buồng tim như cầu thủ Eriksen đấy ạ. Thì họ lúc đấy thì mới được tính đến cái chuyện là quay lại chơi thể thao chứ không phải là như chúng ta là cấy ICD vào tĩnh mạch. Nếu cấy ICD vào tĩnh mạch thì nói luôn là không có chơi những thể thao, môn thể thao, đặc biệt là những môn thể thao đối kháng. Vâng, thì qua những cái sàng lọc những bài báo đấy thì chúng em có một vài cái kết luận. Thì nghiệm pháp gắng sức với protocol mới thì có thể giúp chúng ta bộc lộ thêm các trường hợp Brugada type 1 và tương đối an toàn. Và thăm dò đến sinh lý mà chúng ta vẫn chỉ định thì nên chỉ nên dùng cho những trường hợp đặc biệt như là type 1 đã lộ ra tiền sử gia đình đột tử, quy rét phân mảnh có tái cực sớm hoặc là cái khoảng T-PIC TN lớn hơn 100 mili giây. Và những dấu hiệu ngất ở những bệnh nhân Brugada thì chúng ta cần phải hỏi bệnh một cách chi tiết để đánh giá xem nó có xứng đáng là nghĩ đến là nguyên nhân tim mạch và chỉ định cái ICD hay không. Chúng ta có thể sử dụng thang điểm là Brugada Risk Score hoặc sang 2 để chẩn đoán cũng như là tiên lượng. Và tất cả những bệnh nhân nghi ngờ hội chứng Brugada cần tuân hoạt thân theo cái sinh hoạt giống như một trường hợp Brugada thực sự. Và thực tế là cuối cùng là từ năm 1992 là ba anh em Brugada mới đưa ra cái hội chứng này. Và đến giờ thì các ông ấy vẫn còn sống và bọn em vẫn còn gặp được để chụp ảnh. Nên là Brugada vẫn còn rất là nhiều cái vùng xám để chưa phải là đưa ra những cái chỉ định một cách tối ưu. Có lẽ là trong thời gian sau khi mà các tác giả cũng nhiều lần dỗ rồi thì chúng ta mới có thể có được những cái kết luận cuối cùng về những trường hợp bệnh lý này. Vâng, em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy cô và các bạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Viên Hoàng Long đã báo cáo cho chúng ta một cái vấn đề hết sức là cập nhật trong cái cách tiếp cận một cái hội chứng mà chúng ta càng ngày càng phải đề cập nhiều, gặp nhiều. Bởi vì gặp nhiều không phải là chúng ta bệnh nó tăng lên mà cho chúng ta để ý tới thì chúng ta sẽ gặp nó thôi. Nhất là những người châu Á của chúng ta trước đây thì chúng ta không biết những cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta biết thì chúng ta là thực hành bác sĩ tim mạch. Dù không làm chuyên sâu về rối loạn nhịp nhưng khi khám gặp một bệnh nhân đấy thì bắt buộc chúng ta phải nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản. Rất là cảm ơn bác sĩ Viên Hoàng Long đã cập nhật những cái vấn đề hết sức là thú vị cho chúng ta như ngày hôm nay. Thì sau đây thì chúng tôi xin mời các bác sĩ và các bạn học viên chúng ta có những câu hỏi hoặc có những bàn luận gì thì xin mời chúng ta cho biết thêm ý kiến. Xin mời bác sĩ Phương Anh. Em chỉ xin có một câu hỏi cho bác sĩ Long là bây giờ nếu như mà những trường hợp mà Brugada mà ở cái đối tượng nguy cơ rất là cao, ví dụ như là type 1 mà vĩnh viễn nó không thay đổi trên đệm tâm đồ hoặc là gia đình có tiền sử đột tử, thì ở đây chỉ nói là chúng ta sẽ chỉ mới có chỉ định đi thăm dò điện sinh lý thôi. Thế ở những cái đối tượng nguy cơ rất là cao như thế này thì tất cả các cái thang điểm đều nói rằng là nguy cơ rất cao. Thế nếu mà thăm dò điện sinh lý mà âm tính thì chúng ta có cấy ICD không? Vâng, câu hỏi của chị rất là hay đấy ạ. Thì thực tế là chúng em đã có những trường hợp mà bệnh nhân Brugada type 1 gia đình đột tử thực sự. Và ngày xưa với cái chuẩn đoán ngày xưa ấy, thì là bệnh nhân phải cấy ICD. Và thực tế là sau khi cấy ICD xong thì đến một đời máy hết pin, bệnh nhân cũng không có cái biến cố gì. Và cái thời điểm bệnh nhân thì cũng muốn được tháo máy ra. Và trong thời điểm thì chúng em cũng thăm dò để sinh lý lại thì cũng không gây ra cái rối loạn nhịp cho bệnh nhân. Thì với cái khuyến cáo hiện nay thì type 1 hay là gia đình đột tử không phải là chỉ định của cấy máy ICD. Kể cả những trường hợp đấy thăm dò điện sinh lý dương tính thì mới cũng chỉ là khuyến cáo mức độ 2B chứ không phải là khuyến cáo của cái mức độ cao hơn.
Thì những trường hợp đấy chúng ta có thể là trước mắt là chúng ta tư vấn với bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân chưa muốn là cái ICD, chúng ta có thể áp dụng thang điểm để nói cho họ là cái với những trường hợp của họ là cái tỷ lệ biến cố là bao nhiêu. Và để giảm cái tỷ lệ biến cố đấy thì họ nên theo cái những cái hướng dẫn cho những bệnh nhân tương tự như bệnh nhân Brugada. Đấy, còn hiện đại thì về chỉ định là chúng ta chưa phải là cái chỉ định cho những trường hợp đấy là cái ICD ngay. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vàng Long. Xin mời chúng ta có thêm ý kiến gì không? Anh Phong có thêm bình luận gì về vấn đề này không? Vâng, xin cảm ơn thầy Hùng và các thầy cô. Thì hội chứng Brugada nó đúng là thu hút rất nhiều sự quan tâm, bởi vì thực ra nó hay gặp ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và nó gắn liền với khá nhiều sự huyền bí. Ở Nhật Bản, ở Philippines gọi là chứng Bangungut, tức là sự la hét rồi chết trong đêm ở người trẻ tuổi. Ở Thái Lan gọi là Lai Tai, tức là cái chứng nhiều người bị ma bắt rồi chết. Ở Nhật Bản là Pokuri, tức là đột tử về đêm. Cho nên đây là một cái chứng mà sau này người ta hồi cứu lại thì rất hay liên quan các biến cố về đêm. Nếu một bệnh nhân mà ngất ban ngày thì sẽ được bác sĩ chứng kiến rồi tất cả mọi thứ người nhà kể lại. Còn ngất ban đêm người ta thường sẽ thể hiện bằng cái kiểu thở hấp hối. Chính vì vậy cho nên cái triệu chứng thở hấp hối về đêm là rất quan trọng khi chúng ta cấu thành đến một cái chỉ định điều trị Brugada trong trường hợp này là cái ICD. Một vấn đề nữa là hội chứng Brugada thì thực là ra là một cái bệnh đến bây giờ chúng ta đã hiểu biết khá nhiều và dễ chẩn đoán, bởi nó chỉ dựa đến độ bề mặt. Có thể tự phát thì rõ, hoặc không thì dùng thuốc hoặc là bằng cách nào đấy modify cái ghi điểm đồ là ra được chẩn đoán. Và đến bây giờ cũng coi là dễ điều trị, bởi vì cái phương pháp điều trị hiện nay là ICD có hiệu quả gần như 100%. Cái vấn đề ở chỗ là đừng điều trị nhầm, đừng điều trị thừa. Bệnh nhân phải mang một cái device kích thước lớn, nhiều biến chứng liên quan, hạn chế khả năng lao động, sinh hoạt và tâm lý. Đấy chính là cái cốt lõi. Vấn đề là chúng ta cũng có sàng lọc Brugada không? Thì hiện nay cũng không nên, bởi vì nếu sàng lọc có nghĩa nhắm đến đối tượng không triệu chứng thì hiện nay cũng chưa chứng minh lợi ích. Đấy. Cho nên còn rất khó chỗ là chúng ta phải dự phòng được các cái biến cố tương lai. Hội chứng Brugada, ngồi nhớ là gặp một cái bệnh nhân nam 38 tuổi không triệu chứng, chúng ta nên hiểu nó là chưa triệu chứng, bởi vì cái thời gian xuất triệu chứng trung bình khoảng 40-45 tuổi. Chính vậy cho nên nó emerging rất nhiều các cái thang điểm để chúng ta dự đoán trước cái biến cố có xuất hiện không để cứu chữa những trường hợp đó. Vì nếu triệu chứng đầu tiên là đột tử thì quả nhiên là cái biến cố bất lợi nhất và là xấu nhất rồi. Vấn đề thứ hai nữa là ngoài điều trị ICD thì hiện nay cái phương pháp đốt điện người ta cũng đề cập đến, là chúng ta sẽ đốt điện để loại bỏ các cái tổn thương hay là các cái mô bất thường vùng đường ra thất phải, và không chỉ đường ra thất phải mà cả vùng van ba lá nữa. Thì cách đây khoảng hơn một tuần này, chúng tôi đã cũng trực tiếp gặp một chuyên gia người Thái, người Mỹ gốc Thái là Nademani, cũng có trao đổi nhiều và cái kết quả đốt điện lớp thượng tâm mạc cũng có vẻ có khá nhiều sự hứa hẹn trong điều trị Brugada. Tuy nhiên dừng lại mức chỉ định là sau khi đã cấy ICD, chúng ta đốt điện để giảm cái số lần sốc điện của máy. Còn để trở thành một cái điều trị tiên phát thay thế ICD thì chắc hẳn là còn nhiều sự hoàn thiện hơn nữa và cần bằng chứng. Thì đó thêm một vài cái bình luận thêm ngoài cái phần trình bày rất là đầy đủ của bác sĩ Bèo Long. Xin hết. Vâng, thực ra thì cái thang điểm sang 2 ấy, nó cái mục tiêu của thang điểm sang 2 nó là hơi khác một chút với cả cái thang điểm Brugada risk. Thang điểm sang 2 là giúp chúng ta khẳng định xem bệnh nhân này có phải là hội chứng Brugada hay không. Nó giúp cho là mang tính chất là tiêu chuẩn chẩn đoán hơn. Nó đẩy vào mạnh là chẩn đoán hơn. Còn cái và khi mà lớn hơn điểm là lớn hơn 3.5 tức là gợi ý là Brugada này là nguy cơ cao. Thế còn nó không theo dõi được đến kéo dài và cái số lượng lớn được như cái thang điểm Brugada risk score. Thang điểm Brugada risk score thì là nó giúp cho chúng ta là những trường hợp là đã là Brugada rồi thì là sẽ là tiên lượng là cái tỷ lệ biến cố là bao nhiêu. Vâng, thì chúng ta có thể dùng thang điểm sang 2 để chẩn đoán và thang điểm để tiên lượng là thang điểm Brugada risk score. Vâng, cảm ơn bác sĩ Long, nhưng mà bởi vì cái chỗ này nó cũng hơi lẫn lộn một chút. Chúng ta đã có cái tiêu chuẩn lúc trước bác sĩ Long nói về là chẩn đoán xác định Brugada, đúng không? Thì nó gồm có một tiêu chuẩn chính và ít nhất là khoảng hai tiêu chuẩn phụ gì đó trong cái phần trên. Thế nhưng mà cái thang điểm sang 2 nó lại vừa để chẩn đoán lại cũng vừa để lại phân tầng ra các cái nguy cơ khác nhau. Đây là
ta hiểu là nguy cơ đây là nguy cơ về người ta có cái kia để theo dõi lâu dài và cái có liên quan đến cái survival của bệnh nhân. Thế thì chứ không phải là chỉ để là thang điểm để phân tầng là để về cái chẩn đoán là có hay không bị Burgunda. Thế thì cái này thì bác sĩ Long giải thích rõ hơn một chút là cái chỗ phần của thang điểm Shanghai này, vì họ lại đưa cái vào cái phần bài review này là người ta đề xuất nên sử dụng cái chuyện đó, đúng không? Vâng, cái thang điểm Shanghai này thì được ra đời từ năm 2018 và họ kỳ vọng là cái thang điểm Shanghai này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi cái định nghĩa về hội chứng Burgunda mà được đưa ra vào năm 2013. Và đến nay thì các tác giả ở trên thế giới vẫn chưa, tức là thấy cái sự hiệu quả nhưng mà vẫn chưa đưa vào khuyến cáo. Thì kỳ vọng là bản thân chúng em thì được gặp tác giả Pedro Burgunda năm 2019 tại Thái Lan. Thì ông cũng nói rằng là chúng tôi cũng hy vọng là có thể áp dụng cái thang điểm Shanghai này sau đó vào cái thời lượng, tiên lượng trong cái số lượng bệnh nhân nó dài hơn, nhiều hơn và theo dõi được lâu hơn, thì để qua đó để thay đổi về mặt định nghĩa cũng như là tiên lượng để lựa chọn một cái thang điểm nào dễ dùng nhất để cho bệnh nhân. Và đến nay thì thực tế là cái bài State of the Art Review thì họ chỉ đưa duy nhất thang điểm Shanghai này, còn thang điểm Burgunda kia là cái thang điểm mới giúp cho chúng ta tiên lượng thôi. Và các tác giả cũng đều khuyến cáo chúng ta là cái thang điểm mà hiệu quả nhất bây giờ để rồi dễ dùng nhất đó là thang điểm Shanghai, vì thực tế là cái thang điểm Burgunda Risk Score chỉ có lên trang web của họ mới vào được thôi ạ, chứ còn search ở trong app cái thứ là không ra. Và tác giả Burgunda thì cũng nói về cái triệt đốt giống như kiểu bác sĩ Phong cũng đã trao đổi với ông Nemanade đấy ạ. Có thể là sau này đối với cả hội chứng Burgunda chúng ta sẽ tiếp cận như hội chứng VVV là chúng ta sẽ đốt. Nhưng có lẽ cái thời điểm đấy thì ông ấy cũng nói là thời điểm đấy thì chắc chắn là tôi không còn ở trên này, trên đời để chúng tôi nhìn thấy cái đấy nữa rồi. Và hy vọng là sẽ có cái sự tiến bộ để có thể thay thế cho việc là ICD dự phòng vào những trường hợp đó. Vâng, cảm ơn bác sĩ viên Hoàng Long. Đấy, chúng ta thấy còn cũng rất là nhiều điều thú vị và chúng ta cũng phải tiếp tục nghiên cứu, nhất là chỗ chúng ta cũng gặp rất nhiều bệnh nhân như thế này, chứ không ít đâu. Các bác sĩ trong thực hành từng ngày chúng ta gặp rất nhiều, sau chúng ta gửi cho các bác sĩ thăm dò rối loạn nhịp thì cũng đề nghị là bên chỗ nhóm mà rối loạn nhịp thì có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ tới chúng ta làm cái registry riêng về vấn đề này, và chúng ta cũng có thể đóng góp một cái kinh nghiệm gì đó của Việt Nam chúng ta, vì chúng ta có nguồn bệnh nhân rất lớn để chúng ta trả lời cho những câu hỏi vẫn còn hiện nay vẫn còn chưa rõ tất cả. Ngay cả bên như anh Long nói là cái chỉ định mà chúng ta cấy cái ICD một cách nó rõ ràng và nó có lợi ích thì cũng vẫn là chỉ ở mức 2B thôi, đúng không? Cho rất là nhiều trường hợp mà nguy cơ chúng ta nghĩ là nó cao nhưng thực tế nó không phải đến mức như vậy. Đấy, thì đấy là những câu hỏi chúng ta cần phải tiếp tục chúng ta nghiên cứu. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ viên Hoàng Long, cảm ơn tất cả chúng ta đã nghe, bởi vì thời gian đã hết thì bây giờ chúng tôi xin mời chúng ta đi làm việc. Vâng.